Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Đối với trận đấu ngày hôm nay thì Dược Đô Đồng Tháp sẽ chơi với 200% sức. 100% là dành cho khán giả và 100% là dành cho các vận động viên của Dược Đô Đồng Tháp. Đó là quyết tâm được thể hiện rõ bởi các tay đua đất Sen Hồng trong chặng đua từ Long Xuyên An Giang về đến thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Nhưng khi mà Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2024 cũng chỉ còn 2 chặng đua nữa thì không chỉ các tay đua Đồng Tháp đâu mà tất cả các tay đua đều không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào họ có thể đứng trên bục trao thưởng. Vậy thì Phan Hoàng Thái, Trần Tuấn Kiệt đã xử lý như thế nào để có thể mang về lợi thế cho Đồng Tháp và biến mục tiêu của họ trở thành hiện thực khi giành được chiến thắng chặng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình Vua Nước Trúc ngày hôm nay. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Vùng Đồng Tháp 10 nghiêng mình hiền hòa bên đôi bờ Tiền Giang tĩnh lặng. Nhưng các tay đua đất Sen Hồng không muốn khung cảnh yên bình của vùng sông nước Cửu Long chi phối sự tập trung của họ. Bởi chặng 24, khi khoảng cách giữa hai giải thưởng dọc đường và đích đến tại thành phố Cao Lãnh chỉ xê xích nhau chừng 25 km, thì không khác gì những đợt sóng cuộn đưa tay đua tấn công lao nhanh về đích. Nhất là khi chỉ còn hai chặng đua nữa để các cua rơ tìm kiếm vị trí trên bục nhận thưởng. Những cuộc tấn công của các đối thủ là điều không thể tránh khỏi. Ekip Đồng Tháp cho thấy họ sẵn sàng cho điều sẽ đến. Sau cầu Vàm Cống nối liền hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp, nhóm đi đầu có 9 vận động viên. Trong đó Nguyễn Hướng của LeFoot Đồng Nai, Nguyễn Phạm Quốc Khang đội Telio Kenda Đồng Nai cùng Lê Hải Đăng dược Domesco Đồng Tháp. Cả ba, trên lý thuyết, vẫn có cơ hội cạnh tranh các danh hiệu cá nhân chung cuộc. Song trên bảng tổng sắp, họ đều kém áo vàng Peter Rikunov hơn 30 phút. Đó là cơ sở để An Giang không lập tức tốc độ cao bắt tốt. Nhiệm vụ đó được chuyển cho các tay đua đất Sen Hồng. Áo trắng Cúp Truyền hình 2021 Lê Hải Đăng đi trong nhóm đầu. Còn ở phía dưới, Dobagan Đồng Tháp thay phiên kéo để duy trì khoảng cách trên dưới 3 phút. Các tay đua của An Giang vẫn đang là những người làm đầu máy kéo ở nhóm đông phía sau, với sen giữa là những tay đua của Dobagan Đồng Tháp. Những tay đua của Dobagan Đồng Tháp tràn lên ở vị trí này với mục đích đẩy tốc độ của nhóm sau ở mức cao để không để các tay đua nhóm đầu giãn ra quá xa. Bởi vì mục tiêu kéo bắt tốp để đưa Trần Tuấn Kiệt về rút thắng chặn ở quê nhà Cao Lãnh thì buộc họ phải duy trì khoảng cách ở tầm khoảng 2 phút. Trở lại với nhóm đi đầu, ưu thế lớn nhất thuộc về các tay đua của Đồng Nai. Bởi ngoài Nguyễn Hướng và Quốc Khang, họ còn có thêm Trần Trọng Phúc. Xác định bộ đôi của quân khu 7, Quang Văn Cường và Tạ Tuấn Vũ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Các học trò huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú đã triển khai 3 mũi tấn công liên tiếp khi còn cách điểm thưởng dọc đường đầu tiên ở huyện Lai Vung 2 km. Ngay phía sau thêm một tay đua của Bedio Kenda Đồng Nai đã phát pháo tấn công kéo theo một tay đua của đội tuyển xe đạp Thanh Hóa. Nhóm 1 lúc này đã rã ra và không còn đi thành một hàng dài. Người đang có mặt ở trong nhóm tấn công đầu tiên này đó là tay đua Tạ Tuấn Vũ của ekip quân khu 7. Và thêm một đòn nhấn nữa lần này đến từ tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang của Belio Kenda Đồng Nai. Đó là 3 đòn tấn công liên tiếp được tạo ra bởi bộ 3 tay đua của ekip xe đạp Đồng Nai. Thêm một đợt tấn công nữa khi Nguyễn Phạm Quốc Khang đã hồi lại sức, mang cạnh tranh hấp dẫn cho giải thưởng dọc đường đầu tiên này. Đang là lợi thế cho tay đua Nguyễn Hướng của tay đua ekip LeFoot Đồng Nai. Liệu có thành hiện được hay không? Nguyễn Hướng, như vậy là Nguyễn Hướng đã là người giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường đầu tiên này. Đội em đi là có 3 người nên là chia nhau ra tấn công. Còn một cây cuối là em và Hướng và vận động viên của Hoàng Văn Cường đội quân khu 7 là 3 người cố gắng rút green 1 và nhất nhì 3. Sau khi qua green 1 thì ba tụi em tiếp tục đi tiếp. Nhưng sau Spring 1, Lê Hải Đăng chủ động lùi lại. Động thái này mang hai ý nghĩa. Ekip Đồng Tháp đọc được ý định từ các tay đua Đồng Nai và quân khu 7 chỉ muốn giành 2 điểm thưởng dọc đường. Sự xuất hiện của Hải Đăng có thể khiến tốc độ nhóm này chậm lại. Và nếu có thêm các tay đua mạnh từ phía sau canh thời cơ thoát đi, thì Đồng Tháp sẽ phải mất thêm nhiều sức để bắt tốp. Chính tay đua số đeo 47 cũng là một mắt xích quan trọng cho mục tiêu lớn hơn của đội đua đất Sen Hồng trong chặng đua này. Hôm nay đội quyết định là gom một tấp đông về cho chàng Tiến Kiền gúc. Và em chỉ là đi tấp đầu để đeo bám các nhóm đầu lại, ghè tốc độ lại. Và sau game 1 thì em lựa lại và thả cho chỉ là 3 động viên
đi thôi để cho tốc độ nó sẽ chậm và đội em ở sau kéo đạn cho nó khỏe thôi. Ba tay đua đang có được sự đồng lòng cần thiết và đây đều là những tay đua mạnh. Với việc động thái ở phía sau, hai ekip của Đồng Tháp đang canh tầm và chờ thời điểm bắt lại thì có lẽ ba tay đua này sau điểm thưởng dọc đường thứ hai cũng sẽ có thể chủ động lơi chân lại để nhập top. Với năng lực toàn diện và cùng chung lý tưởng đoạt giải thưởng dọc đường tiếp theo ở thành phố Sa Đéc, Nguyễn Hướng, Quốc Khang và Quang Văn Cường hợp thành một nhóm lý tưởng, duy trì khoảng cách 2 phút hướng đến Spring 2, nơi các học trò huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú một lần nữa thành công trong chiến thuật phá sức đối thủ bằng nhiều mũi tấn công. Vẫn là những bước chân rất mạnh mẽ của Nguyễn Phạm Quốc Khang. Anh vẫn đang tạo ra một khoảng cách so với Quang Văn Cường và Nguyễn Hướng. Và như vậy đó là Nguyễn Phạm Quốc Khang. Rất tuyệt vời. Và thêm một ngày thi đấu cực kỳ ấn tượng của tập thể Đồng Nai. Hai vận động viên còn lại là cùng một ekip nên là khá bất lợi cho Cường. Nên là Cường cũng hợp tác để kéo đi và cố gắng tìm cơ hội để chiến thắng Jim. Tuy nhiên là đội bạn có lợi thế hơn nên là khó thực hiện được chiến thắng Jim thứ hai. 29 km còn lại chứng kiến các tay đua vượt Domesco và Dobagan Đồng Tháp thi đấu bằng toàn bộ sự tập trung và quyết tâm. Sau cầu Cao Lãnh, đội đua thành công hóa giải nỗ lực của hai tay đua Pedio Kenda Đồng Nai. Trước nhiều tông nước rút từ các ekip An Giang, Vĩnh Long, Quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh, Phan Hoàng Thái cùng các đồng đội có lý do tin họ sẽ đưa được chân nước rút chủ lực Trần Tuấn Kiệt vào một vị trí thuận lợi và tốc độ hoàn hảo nhất. Hôm nay có một lợi thế, đó là người ta thường kêu là lợi thế sân nhà, thì đó là một thứ nhất là một cái sức lực, thứ hai là về lợi thế về đường xá thì tụi em rất là rành ở cái cung đường này và đó cũng là cái ưu điểm của giải đấu ngày hôm nay để tụi em có thể làm lớn và đúng tầm để mà Trần Tuấn Kiệt có thể thực hiện cái pha nước rút trong trận đấu ngày hôm nay. Vậy là Mikel Rem đã vào cua trước và anh đang tận dụng khoảng cách này để tăng tốc độ với cú nước lớn nhấn bàn đạp rất mạnh mẽ. Cuồng chân của Mikel Rem là quá mạnh, buộc cho tay đua Loic Desquiac phải đăng xe hết cỡ để mở ra cơ hội cho Trần Tuấn Kiệt. Và Trần Tuấn Kiệt bước lên tạo ra màn cạnh tranh nước rút hấp dẫn và có lẽ không ai cản được tay đua của Dobagan Đồng Tháp. Trần Tuấn Kiệt sẽ là người giành chiến thắng trong trận đua ngày hôm nay. Trần Tuấn Kiệt lần thứ 3 mang về chiến thắng cho xe đạp Đồng Tháp. Càng ý nghĩa hơn khi chiến thắng diễn ra trong ngày các tay đua về đến đất Sen Hồng trong sự chào đón, cổ vũ và tình yêu từ người hâm mộ. Những vị trí trên bảng xếp hạng không có sự thay đổi, song những màn cạnh tranh hấp dẫn ở các nẻo đường miền Tây Nam Bộ vừa qua là động lực để tất cả cùng hướng về chiến thắng danh giá trước Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 30 tháng 4 lịch sử đang đến gần. Ngày mai đội em sẽ chơi 100% sức. Tất cả các vận động viên, em nghĩ ngày mai là một trận là rất nhiều đội sẽ tấn công. Đội em cũng sẽ cố gắng hết mình. Ngày mai là ngày 30 lịch sử thì Cường và toàn đội ekip quân khu 7 quân đội cũng rất muốn giành được một chiến thắng, được một cái gì đó để kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử. Tập thể hai đội thành phố Hồ Chí Minh rất quyết tâm để cố gắng giành chiến thắng trận ngày mai. Một cái kết đẹp cho hai ekip dự Domesco Đồng Tháp và Dobagan Đồng Tháp trong chặng đua về đến đất Sen Hồng. Và giờ đây thì tất cả sẽ đều dành sự chú ý cho chặng đua cuối cùng, chặng đua thứ 25 của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm nay về đến Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 30 tháng 4 lịch sử. Và đó cũng là nơi chúng ta tìm ra những chủ nhân cuối cùng cho các danh hiệu cá nhân và đồng đội chung cuộc. Và đến đây thì chương trình Vua Nước Rút cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
đó đã trở về. Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.